Đây là đài tiếng nói phát thanh từ đài truyền hình ăn đêm. Anh em nào đói thì nhem nhem. Nay lại bắt chiếc anh bếp trưởng review nấu cái món này từ cái hộp pate cột đèn Hải Phòng. Anh em đặt ngay về đi, tiện lắm. Chỉ cần đói một phát là có đồ ăn ngay, dễ làm, dễ chế biến mà lại được rất nhiều món. Mở lắp ra một cái là cái mùi tê nó thơm gì đâu á. Hôm nay tôi sẽ khoét một phần pate ở giữa như thế này anh em cứ làm sao tạo thành một cái lỗ tròn càng tròn càng tốt sau đó thì anh em đập thêm một quả trứng gà vào rồi cho lên bếp đun như tôi kia Cái này nha là tôi học của anh bếp trưởng review đấy Nhưng mà không biết là mùi vị là thế nào cả Trứng chín hay là lòng đào thì là tùy vào khẩu vị của anh em nha Cuối cùng rắc một ít hành lên Bắc ra mà chuẩn bị thưởng thức thôi Một cái bánh mì ròn rụm Múc thêm một thìa ba tê vào nữa Đun lên kiểu này vừa nóng vừa có trứng Vừa có hành Mà mùi ba tê nó lại thơm gấp đôi luôn anh em ạ Trứng lòng đảo Ăn vừa chín tới Ngọt sun sút Và ba tê cột đền Hải Phòng này Tiện lợi kinh khủng luôn từ cái hôm mua được quả này á là tôi ăn hết mười mấy hai mươi hộp rồi không biết là ăn xong đợt này có tăng cân không nữa mà nấu cái kiểu này anh em có liên tưởng đến cái phi vụ mà nấu bếp ngày xưa không hồi còn trẻ con ấy nấu những cái món ăn bằng cái ống bơ ấy nghe có vẻ hấp dẫn đấy múc luôn nha anh em